Chào mừng các bạn trở lại kênh video của Đồ Gỗ Xưa và Này Đức Thiện. Trong video này, Đồ Gỗ Đức Thiện sẽ chia sẻ với các bạn một bộ bàn ghế gọi là bộ Minh theo đóng theo nối Huế với cung đình Huế. Bộ này gồm tất cả là 7 món, 4 cái ghế đơn, 2 bàn kẹp và một bàn lớn vừa đục vừa khảm điển các bạn ạ. Rất là sang trọng. Bộ bàn ghế này thích hợp với không gian vừa phải, không quá lớn. Thực trạng khác rất là cầu kỳ. Và trên chất liệu gỗ là gỗ vụ Quảng Bình. Các bạn thấy nhìn họ đóng cái chân đế gọi là chân đế dép ở dưới nhìn rất là xa. Nối này là nối cung đình Huế ngày xưa thì họ làm như thế này. Những cái món đồ làm theo đồng Huế thì thường thường họ có cái phần đế bên dưới. Đấy, đế này này. Người ta gọi là đế dép. Nhìn nó rất là sang trọng. Đấy. Tôi sẽ quay chi tiết để các bạn xem. Đấy. Từ dáng ghế nha. Dáng ghế rất là đẹp. Chạm khác này, cái này là đục chạm lấy nền này. Ghế này thì chiều ngang của nó là 64. Bề sâu của nó là 54. Các bạn nhìn những đường nét chạm khắc mềm mại này. Theo nối cung đình Huế. Có khảm ốc xà cừ điểm lên. Tay họ làm cong mềm mại này. Và có khảm ốc này đó. Cái bàn này thì có chiều ngang là 1m25, về sâu của nó là 67 phân, cao 77 phân. Bộ bàn ghế này thích hợp với không gian vừa phải, nhỏ và vừa. Những cái phòng khách nhỏ vừa thì bộ này là một lựa chọn tuyệt vời, rất là xinh xắn. Nó làm tăng vẻ đẹp sang trọng. Mà giá cả thì rất là mềm mại, không quá đắt, chẳng khác cầu kỳ. 4 ghế các bạn dễ di chuyển, dễ phối. Các bạn nếu mà các bạn có thể làm gọi là 4 cái ghế vách thì cứ 2 ghế thì một bàn kẹp người ta ép vào vách. Một vách tường thì nó rất là rộng cho ngôi nhà của bạn. Cái này chạm khắc là 4 mặt nha. Rồi mình sẽ quay mặt sau. Mặt sau và mặt trước chạm khắc như nhau. 4 mặt chạm như nhau. Các bạn nhìn những cái đường nét cong như thế này này. Cái tựa ghế làm cong. Làm cong như vậy rất là tốn gỗ đấy các bạn ạ. Và đòi hỏi cái tay nghề của những người thợ. Phải là những người thợ giỏi. Họ làm những đường cong như thế này là mới đều đẹp được. Tay ghế cũng cong vòm nha. Đó. Tôi sẽ quay trực diện các bạn xem. Tay ghế cong vòm. Lưng ghế cũng cong vòm. Chân ghế các bạn thấy ấy, họ làm cong như núi ấy. Làm này khó làm lắm.
và đặc biệt là cũng rất là tốn gỗ. Cái sản phẩm này hiện thì đang được trưng bày tại Đồ gỗ xưa và nay Đức Thiện, địa chỉ 49 Cộng Hòa, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hotline là 0913 101976. Khách hàng có nhu cầu đặt hàng, chúng tôi sẽ vận chuyển giao tận nhà trên toàn quốc. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn vào đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo, cập nhật những sản phẩm mới nhất của đồ gỗ Đức Thiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn tìm được những sản phẩm đồ gỗ ưng ý cho ngôi nhà của bạn.